vào bếp là kênh chia sẻ những kiến thức, kỹ năng cơ bản và nâng cao trong chế biến các món ăn phổ biến tại Việt Nam. Kênh đã quy tụ những đầu bếp nổi tiếng như thầy Nguyễn Quốc Y, một chuyên gia ẩm thực nổi tiếng tại Việt Nam. Thầy Uông Tòng Cáng, đầu bếp nổi tiếng trong kênh Khám phá Bếp Hoa. Thầy Đặng Trần Quang, đầu bếp nổi tiếng trong bếp Nhật. Thầy Tăng Quốc Vinh, đầu bếp nổi tiếng trong bếp Hoa. Hãy đăng ký kênh và đón xem Kỹ năng vào bếp vào các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần các bạn nhé!